do mức xử phạt hiện tại đối với các dự án chậm tiến độ chưa đủ sức gian đe nên sở tài nguyên và môi trường sẽ cùng các ngành nghiên cứu dự thảo quy định để báo cáo ủy ban nhân dân thành phố hội đồng nhân dân thành phố nâng mức xử phạt theo quy định của luật thủ đô lên gấp đôi Ông Nguyễn Trọng Đông, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, Sở đã thực hiện thanh kiểm tra với 215 dự án, trong đó có 64 dự án đã được khắc phục, còn 151 dự án qua thanh kiểm tra, có 21 dự án đã kiến nghị thu hồi đất và xử phạt, 11 dự án vướng mắc do quy hoạch giải phóng mặt bằng, 30 dự án thanh tra chính phủ và các ngành thanh kiểm tra, 84 dự án đang thanh kiểm tra liên quan đến mức xử phạt đối với các dự án chậm tiến độ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết. Luật đất đai năm 2013 và các quy định của chính phủ quy định với thủ đô được xử phạt tới 1 tỷ đồng với một dự án, đây là mức cao nhất. Tuy nhiên với tình hình thủ đô hiện nay thì mức này chưa thực sự đủ sức gian đe, nên tới đây Sở sẽ cùng các ngành nghiên cứu dự thảo quy định để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố nâng mức xử phạt theo quy định của luật thủ đô lên gấp đôi. Trước đó, tại phiên giải trình về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm luật đất đai trên địa bàn thành phố, do Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức sáng ngày 13 tháng 8, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng khẳng định, thành phố sẽ kiên quyết thu hồi 47 dự án chậm triển khai trong thời gian sớm nhất. Ông Trung thông tin, theo số liệu tổng hợp từ ngày 1 tháng 8 năm 2008 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018, trên địa bàn thành phố các cấp, cấp đã phê duyệt 1.023 dự án với tổng số vốn là 846,244 nghìn tỷ đồng vốn ngoài ngân sách và được cấp giấy chứng nhận theo luật đầu tư năm 2005 và được thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo luật đầu tư năm 2014 là 847 dự án với tổng số vốn hơn 688,237 nghìn tỷ đồng, được chấp thuận các dự án về nhà ở là 176 dự án với số vốn là 157,987 nghìn tỷ đồng. Các nguyên nhân chậm triển khai theo ông Trung là do công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, nhà đầu tư không có năng lực, phối hợp hậu kiểm tra giữa sở đầu tư, sở tài nguyên với các quận huyện thiếu chặt chẽ và còn yếu kém. Ngoài ra do chính sách đất đai thay đổi, việc triển khai kêu gọi các nguồn vốn đầu tư chiếm 80% nguồn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của thành phố lãnh đạo thành phố cho hay công tác liên quan đến giả soát các dự án để thu hồi trong quá trình thực hiện các nhà đầu tư đều được mời đối thoại làm rõ nguyên nhân chậm tháo gỡ những khó khăn đối với các dự án nhà đầu tư có những vướng mắt khó khăn mà có thể tháo gỡ để nhà đầu tư tiếp tục đầu tư thì thành phố sẽ tháo gỡ nhưng những nhà đầu tư có nguyên nhân khó khăn không thể tháo gỡ mà thực sự phải thu hồi thì sẽ kiên quyết thu hồi theo tổng hợp của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội từ 30 quận, huyện, con số các dự án chậm tiến độ là 383 dự án, tập trung ở huyện Hoài Đức là 51 dự án, huyện Mê Linh là 50 dự án, quận Nam Tử Liêm là 48 dự án. Tranh lệch lớn so với số liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường.